Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Mão, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc câu trận giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày tân mão, tức chi khắc can nghĩa là kim khắc mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm tùng bách mộc kỵ tuổi ất dậu kỵ dậu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thân về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý dậu, kỳ dậu, ất sửu, ất mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn sáu mọi việc sao thiên lại sáu mọi việc sao tiểu hao sáu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao thụ tử sáu mọi việc trừ săn bắt sao địa tặc sáu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành sao lục bất thành sáu đối với xây dựng nhà cửa sao nguyệt hình sáu mọi việc vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mạo dậu cái điều này tác động không mấy tích cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay làm cho công việc của bạn gặp nhiều trở ngại áp lực đè nén bản mệnh không thôi trăn trở và gặp nhiều muộn phiền May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý, về tình hình tài chính của bạn lại có phần khả quan hơn khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Với bạn, cơ hội phát tài nhanh chóng đang đến nếu như bạn biết nắm mắt bạn có thể thu về cho mình một khoản lợi không hề nhỏ. Tuy nhiên, bạn tuổi tí đừng có chủ quan đưa ra các quyết định nóng vội. Bạn cần phải luôn suy xét cho thật cẩn trọng mọi khía cạnh để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn phía sau nó nhé. Ngày này, với bạn tuổi tí cũng đang có được đào hoa trở mệnh, làm cho vận trình tình duyên của bạn mệnh cũng có được những dấu hiệu khởi sắc khi bạn đang gặp được ngày có thủy sinh chua mộc như ngày hôm nay. Lứa đôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau đối với những bạn đang quản độc thân cũng có được cơ hội gặp gỡ những người tâm đầu ý hợp với mình nữa. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, công việc gặp trở ngại, áp lực đè nén. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, tiền bạc rộng rĩnh không lo túng thiếu. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, gia đình ấm áp, thuận hòa bên nhau. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, nên quan tâm, chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi được hạnh phúc, in vui. Và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 37, số 46, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi xỉu. từ Vi Tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được mấy tốt đẹp. Với những chuyện chia bè kết phái ở chốn công sở là nguyên nhân sâu xa của những rắc rối sẽ đến với bạn nếu như bạn bị cuốn vào đó. Và với bạn tuổi xỉu, đây là lúc để cho bạn thể hiện bản lĩnh của bản thân mình, không bị những cán dọ của tiền bạc, quyền thế làm mờ mắt mình mà hành động trái với lương tâm. Bạn hãy luôn là chính mình, tập trung toàn tâm toàn lực vào làm tốt công việc của mình trước cái đã. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi xỉu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy vì bất đồng ý kiến mà nảy sinh ra sự tranh cãi, chẳng ai chịu nhún nhường ai, mau thuận vì thế mà lớn dần lên. Với những vết rạn dạ nứt bắt đầu hình thành từ nhỏ, nếu như cứ để tiếp tục cho mọi thứ tiếp diễn như thế này thì chẳng mấy mà cái chuyện buồn sẽ đến với bạn nữa nhá về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim mối quan hệ xã giao không được máy hài hòa tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy tập trung toàn lực vào công việc là cách tốt nhất để thể hiện năng lực của bản thân mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ mâu thuẫn xung đột khiến cho tình cảm lứa đôi bị rạn nứt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng để cho tiền bạc quyền thế làm mờ mắt mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 35, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. từ với tuổi dần thứ năm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp được ngày có quý nhân tam hội trợ mệnh, cái điều này sẽ giúp cho mọi việc với bạn trong ngày hôm nay trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dần trong ngày này cũng trở nên hài hòa hơn, bạn mệnh có thể thông qua đó mà có được những cơ hội hợp tác làm ăn rất tiềm năng nữa. Và ngày này với bạn tuổi dần cũng đang có được sự xuất hiện của chính quan chiếu mệnh, cũng có thêm vị thế của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn có được tinh thần trách nhiệm cao, bạn sớm lấy lại được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên nữa, bạn cũng cần phải chuẩn bị về tinh thần để đón nhận những trọng trách mới trong khoảng thời gian tới nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có màu khí quá vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới sức khỏe của bạn mệnh. Bạn sẽ dễ mắc các bệnh liên quan tới não bộ, thận, bàng quang hay là các bệnh về phụ khoa ở nữ giới. Bạn cũng cần phải chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi của mình nhiều hơn và cũng đừng có lơ là chủ quan trước bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào của cơ thể bạn tuổi dần nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, quý nhân trợ mệnh công việc thêm phần được hanh thông, suôn sẻ từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nhận được sự đánh giá cao của mọi người vì tinh thần làm việc có trách nhiệm. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ luôn tỉnh táo và sáng suốt trong từng sự lựa chọn của mình. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút bạn cần phải chú ý nhiều hơn từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng có buộn lỡ những cơ hội về hợp tác tiềm năng đến với mình về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 87, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tốt. Từ với tuổi mão thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trải qua một ngày đang có điểm báo vận trình của mình không được suôn sẻ khi đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Với bạn đang gặp họa tiểu nhân rình rập, bạn mệnh cần phải hết sức tỉnh táo, đừng có để vướng vào cái bẫy đã răng sẵn của những kẻ tiểu nhân nhé. Chưa kể là trong ngày này với bà tuổi mão tính tình nóng nảy dễ bị kích động sẽ khiến cho bà tuổi mão khó tránh khỏi được những sự va chạm khi giao tiếp nhất là đối với những người có chức quyền trong xã hội. Nếu như bạn tuổi mạo không giữ được sự bình tĩnh thì tình hình sẽ ngày càng xấu đi và đây là lúc bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm Tân Sửu, thiêu hại thượng lạn ông, nhân thần nằm ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn tuổi mạo nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé với bạn tuổi mạo trong ngày này cũng đang chịu tác động của những sao xấu như là sao tiểu hao, sao thủ tử, sao địa tặc, sao lục bất thành, sao nguyệt hình, sao thiên lại vì vậy bạn không nên tiến hành những công việc quan trọng như thể là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị để tránh rủi ro xảy ra với mình nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cần giữ bình tĩnh tỉnh táo và sáng suốt khi xử lý tình huống tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong cách hành sự của mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ kẻ tiểu nhân rình rập tìm cơ hội để hãm hại tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên tránh làm tổn thương các vị trí nhân thần tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân Vài đánh giá của bạn tùy mạo trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành mạo thìn tương hội làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay con đường công danh sự nghiệp của bạn trở nên bằng phẳng hơn bao giờ hết với bạn tuổi thìn chẳng có điều gì có thể ngăn bạn tiến bước tới thành công ở phía trước được cả Tuy nhiên á, về phương diện tài lộc của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay lại chẳng được mấy may mắn như vậy. Có lẽ với tâm tính của bạn có đôi phần nóng vội cho nên bạn dễ đưa ra những quyết định liều lĩnh không màng tới những rủi ro do kiếp tài mang đến. Tiền bạc cứ thế rơi vào tay của kẻ xấu lúc nào chẳng hay nhá. Và ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này cũng sẽ không tốt cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi thìn, nên giữ bình tĩnh và tiết kiệm lời hơn với những bất đồng, tranh cãi nổ ra chỉ khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên nặng nề hơn mà thôi. Liệu vết rạn nứt này có thể hàn gắn được nhanh chóng hay không? Đấy là do chính bạn nhé. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, thành công đang mở ra ngay trước mắt. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, cẩn thận kẹo lại mất tiền mang tật tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc luôn nỗ lực nhìn về phía trước thành công sẽ đến tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tình cảm lứa đôi không được như mong đợi mau thuận triển minh tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tuân thủ chế độ sinh hoạt điều độ thì không cần phải lo lắng về sức khỏe quá nhiều Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 48, số 92, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày của chính ấn chia chở làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên suôn sẻ hơn bạn tuổi tỵ bạn tự tin thể hiện năng lực của bản thân mình thành công trong mọi công việc bạn khẳng định được vị thế của mình trong tập thể với bạn biểu hiện xuất sắc của bạn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của lãnh đạo và bạn cũng cần phải chuẩn bị về tinh thần để nắm bắt những cơ hội về thăng tiến đến với mình trong thời gian tới nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có được những dấu hiệu khởi sắc khá nhiều đối với những bạn đang còn độc thân đã mở rộng lòng mình hơn nhận lời giới thiệu của mọi người xung quanh với những cuộc gặp gỡ cũng diễn ra được suôn sẻ và bạn rất có thể sẽ tìm thấy được một nửa phù hợp với đời mình nữa rồi nhé tuy nhiên đó, trong ngày này với bạn tuổi tỵ lại không phù hợp để cho bạn xuất hành đi xa hay là tiến hành những công việc quan trọng bởi bạn đang chịu tác động của những sao xấu như là sao địa tặc sao thủ tử sao tiểu hao sao thiên lại sao lục bất thành, sao nguyệt hình gây ra nhiều trở ngại cho bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, vì thế của bản thân ngày càng được củng cố, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ trở nên lơ là, thiếu sự tập trung, kéo lại ảnh hưởng tới công việc, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc nên hạn chế thực hiện những công việc lớn trong ngày hôm nay, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim chỉ cần mở rộng lòng mình, tình yêu sẽ sớm đến với bạn, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, gia đạo An In trên dưới thuận hòa. về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 34, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi giàu tuổi thân, tuổi xỉu. Từ với tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021, xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọ mão dậu, cái điều này sẽ làm cho mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình không được mấy hòa hợp. Có thể vì tiền bạc, quyền lợi mà xảy ra không ít những xung đột, mâu thuẫn với nhau nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ, công việc của bạn vẫn đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp bởi với bạn đang có được sự trợ giúp của thiên ấn chiếu mệnh. Với tài trí của mình, bạn tử ngọ nhanh chóng hoàn thiện mọi việc, mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh nữa ngày này bạn tử ngọa lại đang gặp được ngày có họa mọc tương sinh cái điều này cũng cho thấy sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian này và đây là một phần nhờ vào những bài tập luyện thể dục thể thao đi cùng với những chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp mà bạn đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt với lối sóng tích cực như thế này bệnh tật sẽ chẳng dám nhìn tới bạn nữa đâu bạn tử ngọa nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim không cần phải lo lắng nhiều về sức khỏe của bản thân mình tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy công việc phát triển được thuận lợi tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp cấp trên cơ hội thăng tín đến gần tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tranh chấp mâu thuẫn không ngừng giữa các thành viên trong gia đình tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tiền bạc quyền lợi khiến cho tình cảm trở thành thứ yếu và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 5 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 56 số 96 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dần tuổi mùi Từ vi tuổi Mùi, thứ năm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn đón nhận nhiều tin vui liên quan tới việc học hành, thi cử, bầu bán hay là phát triển sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay. Và đây là thành quả vô cùng xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi, lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này có thể khiến cho bạn ít nhiều bị sao nhã. Nếu như bạn không cẩn thận, có thể vướng vào guồng quay của những phi vụ tranh đoạt về quyền lợi ở chốn công sở. Và tốt nhất là bạn hãy tập trung toàn lực vào việc phát triển bản thân mình thì hơn tránh xa những chuyện thị phi rắc rối nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày này, cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy không được mấy tốt đẹp khi bạn đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc như ngày hôm nay sự hiểu lầm kéo dài khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau hơn. vì vậy với ba tuổi mùi cần phải tháo gỡ mọi rào cản để tiến gần hơn trong chuyện tình cảm nhé. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, thể trạng mệt mỏi, bệnh vặt kéo dài. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, công việc có nhiều điểm sáng. Tử vi tuổi Kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, nhận được trái ngọt sau bao nhiêu ngày vất vả và cố gắng. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hiểu lầm, mâu thuẫn khiến cho hai người ngày càng xa cách, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tránh xa những chuyện thị phi, bao đồng, rắc rối có thể tìm đến bạn bất cứ lúc nào. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 64, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu ánh kim màu xám của nhà phù trợ tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi từ vi tuổi thân thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang có điểm báo trải qua một ngày không được mấy may mắn đến với mình khi bạn đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi thân có thể là vì sự hiếu thắng của mình mà hành động bốc đồng sốc nổi đây chính là lúc sai lầm đáng tiếc có thể xảy đến với bạn nhé cũng thật không may là ngày này với bạn tuổi thân tuy sai sốt nhỏ nhưng lại mang tính chất quyết định nó ảnh hưởng tới cả tiến trình của bạn cũng như là của cả tập thể với bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước những tổn thất này nhẹ có thể là bị phạt giảm lương nặng có thể là bị giáng chức mất chức nữa nhá và xem tử vi cũng cho thấy ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn cũng không được tốt đẹp cho lắm đối với những bạn đang quản độc thân vẫn chưa tìm được bến đậu cho mình có lẽ với bạn nên giảm bớt tiêu chuẩn của mình thì tốt hơn các cặp đôi có thể vì vấn đề tiền bạc mà xảy ra sự tranh cãi gai gắt mối quan hệ càng trở nên xấu đi trong chớp mắt nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy chỉ cần để sai sót xảy ra mọi việc sẽ đổ sông đổ bể trong chốc lát tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tình cảm gia đình không được mấy thuận hòa tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cẩn trọng trong từng quyết định hành động đừng để xảy ra sai sót tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim các cặp đôi có những mâu thuẫn xảy ra liên minh về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao quân số may mắn số 26 số 57 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi tý, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dậu thứ năm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa máu dậu cái điều này làm cho mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với những bất đồng ý kiến khiến cho bạn và đối phương chẳng thể nào tháo gỡ được mâu thuẫn đang xảy ra nhé. Về tình hình tài chính của bạn tuổi Dậu trong ngày này lại có được những dấu hiệu khả quan hơn khi bạn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm với những khoản thu nhập phụ đến từ ngày tay trái sẽ giúp cho bạn trang trải được phần nào chi phí trong sinh hoạt hàng ngày. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình duyên của bạn mệnh gặp không ít những khó khăn, trắc trở khi bạn đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành kim mộc xung khắc. Người đến rồi lại đi không trở lại, bạn vẫn chưa thể tìm được người có thể dành trọn tâm tư, tình cảm cho mình. Còn người đã có đôi có cặp cũng khó có thể tìm được tiếng nói chung trong khoảng thời gian này nhé vai tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy tình hình tài chính khả quan hơn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tiền bạc được rụng rỉnh không lo túng thiếu tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao không được máy hài hòa tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút đừng có lơ là tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tình cảm không được như ý về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 63, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất, thứ năm, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành mạo tuất lục hợp sẽ giúp cho bạn làm việc một cách chìn chu hơn có kế hoạch hơn và bạn tuổi tuất trong ngày này còn có được cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tiềm năng bạn cũng cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy đừng có bộ lỡ cơ hội đáng tiếc đến với mình nhé Tuy nhiên với bạn tử Tuất trong ngày này bạn cũng chớ có lơ là mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn xung quanh mình với sự xuất hiện của kiếp tài chú mệnh là lời cảnh báo về tiền bạc có thể bị thất thoát bất cứ lúc nào và tốt nhất là với bạn tử Tuất chớ nên tin tưởng quá nhiều vào những lời ngọt ngào của những người khác mà giao tiền của mình vào tay họ nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tử Tuất lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang có điểm báo vướng phải nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm, trục trặc không đáng có. Cả hai không tỉnh táo thì sẽ có thể nói ra những lời khiến cho đối phương bị tổn thương và tình cảm vì thế mà rạn nứt đi nhiều đó nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác mới. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc thời tiết thay đổi, bạn cần phải tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để tránh những bệnh vặt từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Cẩn thận, đừng có tin vào lời của người khác mà tiền mất tật mang từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, công việc được xuân sẻ, áp hanh thông hơn trước. Về đánh giá của bạn từ tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 89, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi dần, tuổi mão. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong khoảng thời gian này. Với bạn tuổi Hợi, mọi công việc đang diễn ra vô cùng là thuận lợi. Những thành tích mà bạn đạt được đang chứng tỏ được năng lực của bản thân mình. Lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh báo hiệu cho bạn con đường thăng tín của bạn đang rất rộng mở ở phía trước. Với bạn tuổi hỏi, tinh thần trách nhiệm cao được đồng nghiệp, bạn bè cấp trên đánh giá rất cao. Chỉ cần bạn mạnh, luôn nỗ lực thì thành công nhất định sẽ đến với bạn. Và bạn tự hỏi đây là khoảng thời gian tuyệt vời đối với những cặp đôi sau bao trở ngại và cuối cùng cả hai vẫn được sánh bước bên nhau. Tình cảm vì thế mà ngày một nồng nàn, thắm thiết hơn, cả hai có thể nghĩ tới chuyện về chung một nhà vào thời điểm này được rồi nhé về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa cơ hội thăng tiến đang xuất hiện trước mắt Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ đừng chủ quan với bất cứ dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc khẳng định được năng lực của bản thân Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nỗ lực không ngừng thành công sẽ đến Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tình cảm lứa đôi ngày một gắn kết về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 47, số 96, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.